Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ngoánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi mới nhất cho đến thời điểm hiện tại, đó chính là đề thi ngày hôm qua. Đầu tiên sẽ là đề thi N2 phần Mojigoi, rồi chúng ta sẽ tiến hành luôn nhé, không để các bạn phải chờ nữa. Môn đề đầu tiên này, cách đọc của Hán tự. Câu 1. Kino kara nanyani ga itakute komatteru. Đây là chữ oản, có nghĩa là cánh tay đúng không nhỉ? Câu này có nghĩa là từ hôm qua thì cánh tay tôi bị đau và tôi cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì cái từ này sẽ đọc là ude đúng không? Đúng, chúng ta sẽ chọn đáp án là số 2, đi bằng. Các phương án còn lại, ví dụ chúng ta có từ koshi này. Hán tự nó sẽ là chữ yêu, có nghĩa là hông eo nhá. Tiếp theo số 3, kata là kiên đúng không? Là vai. Và hiza là chữ tất, có nghĩa là đầu gối. Tiếp theo câu số 2. Aokisawa, chữ Hán là chữ thiện và chữ lương. Nahito desu. Aoki là một người rất là lương thiện, rất là thiện lành. Vậy thì chữ thiện sẽ đọc là zen đúng nhỉ? Và chữ lương đọc là dio. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là san bằng đúng không? Zen dio, đáp án số 3 này. Các từ còn lại thì chúng ta có từ sen dio tồn tại nhá. Sen dio Hán tự là chữ chiếm và chữ lĩnh, có nghĩa là chiếm lĩnh. San bằng. Maruyama-san wa igai ni nanyani tokoro ga aru. Hán tự đây là chữ ấu trong từ yoji, có nghĩa là trẻ nhỏ đấy. Và yoji là ấu trĩ. Thì đây là gì nhỉ? Đây là âm cư yomi của nó sẽ là osanai đúng không? Osanai. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là ichi, số 1. Các phương án còn lại, ví dụ số 2, surudoi là chữ nhuệ đúng nhỉ? Có nghĩa là sắc nhọn này hoặc là nhạy bén. Kashikoi là chữ hiền, thông minh. Shitsukoi là đậm, dai dẳng, nhưng mà từ này thường không có kanji nhá. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, Maruyama ấy, thì nó có cái chỗ, có cái điểm nó non nớt trẻ con một cách bất ngờ. Tiếp theo câu số 4 này. Furide tao nanenishita. Hán tự đây là chữ tước và đây là chữ trừ. Như vậy tước trừ sẽ là Sakujo đúng không nhỉ? Yombang có nghĩa là xóa, xóa các dữ liệu cũ đi. Tiếp theo câu số 5. Watashitachi wa hataraku kikai no nananiyo motomete imasu. Chúng tôi đang yêu cầu cái sự, Hán tự thì chắc các bạn đều biết âm Hán Việt là bình và đẳng, đều đang đòi hỏi, đang tìm kiếm cái sự bình đẳng về cơ hội việc làm. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là mấy đây? À, chữ bình sẽ có hai cách đọc là he và bio. Ví dụ trong từ hòa bình là hewa đấy đúng nhỉ? Nhưng mà riêng trong từ này nó không đọc là he mà đọc là bio nhá. Chữ đẳng nghĩa là đồ, có trường âm như vậy, đúng là bio đồ, đáp án đúng là số 2. Rất là may cái câu này người ta không cho gì nhỉ? Người ta không cho cách đọc tô của chữ đẳng vào. Nếu mà người ta cho cách đọc là tô ấy, thì có thể là nhiều bạn sẽ sai ấy. Bởi vì chữ đẳng ngoài cách đọc là đô thì nó còn đọc là tô với trong từ này. Kinto này. Đấy. Thì với năm cái câu kanji đầu tiên ấy đều là các cái chữ Hán quen thuộc của trình độ N2 đúng không nhỉ? Có mỗi cái số 4 có chữ tước này là kanji N1, nhưng mà cái từ Sakujo này chúng ta gặp khá là nhiều ở trong các phần luyện đề và cũng là một từ quan trọng của N2, nên là chắc là các bạn sẽ làm được tốt. Tiếp theo, môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ kanji đúng nhỉ? Câu 6 này, okane no kanji wa kichin to shite kudasai. Chúng ta thấy đây là okane no, tiền bạc đúng nhỉ? Tiền nong. Vậy thì đây sẽ phải là gì đây? À, hãy quản lý đúng không? Đấy, hãy quản lý tiền bạc thật cẩn thận. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là chữ quản, chữ lý. Số 1 là chữ gì nhỉ? Một là chữ quản, chữ lợi, không phải nhá. Số 2 là chữ quan, quan này có nghĩa là quan lại đấy, quan lý không phải này. 3 là quản lý đúng rồi, và 4 là quan lợi không đúng. Sam bằng là đáp án chính xác. Câu 7. Kyo kara nishu kan no kenshu wo okonaimasu. Từ hôm nay thì sẽ tiến hành kenshu 2 tuần. Kenshu sẽ là đào tạo đúng nhỉ? Tập huấn, huấn luyện. Thông thường dùng cho những người ít có kinh nghiệm, khi vào mới vào một cái đơn vị, một tổ chức nào đấy thì người ta sẽ tiến hành cái hoạt động này. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp đúng là chữ nghiên và chữ tu.
đúng là sao bằng số 3. Ở đây chúng ta có cái từ số 1 ấy, từ này tồn tại nhé, từ này là ensue, diễn tập. Số 2 là nghiên tập và số 4 là diễn tu, không phải này. Câu số 8. Shakai wa taezu henka shiteru. Xã hội ấy, nó đang biến đổi không ngừng, đúng không? Thì đọc là taezu sẽ là số 2, đúng nhỉ? Chữ tuyệt có nghĩa là không ngừng, liên tục. Các từ còn lại, đây là chữ cứu, nếu mà âm cương của nó ấy, sẽ là kiwameru. Đấy, có nghĩa là tìm tòi đến cùng này. Đây, đọc là kiwameru các bạn nhé. Viết luôn cách đọc cho các bạn, có thể ôn lại một chút. Kiwa meru. Nếu mà thể nai biến về dư nó sẽ là kiwameru. Số 3 này, đây là chữ đình đúng không nhỉ? Chữ này thì không có âm cương thường dụng. Âm cương ngoại dụng sẽ là thomeru. Thomeru. Và số 4, đây là chữ gì đây? Đây là chữ trệ. Chữ trệ này sẽ có âm cương là todokoru. Khá là khó nhớ. Todokoru. Đây nha. Tiếp theo câu số 9. Senkyo de dare ni tohyo suru ka mada kimete inai. Tôi vẫn chưa quyết định là sẽ bỏ phiếu cho ai trong cái cuộc bầu cử đúng không? Vậy thì bỏ phiếu chúng ta sẽ cần chữ đầu và chữ phiếu đúng nhỉ? Chúng ta xem chữ nào là chữ đầu và chữ phiếu. Câu 1 là đầu phiếu này, đúng rồi. Chi bằng. Câu 3 là tohyo, đây là Hán tự là chữ đầu và chữ à, xin lỗi, đây là chữ đương và chữ phiếu, không phải. Đây là đầu và tiêu, tiêu này trong tiêu chuẩn nhé, không phải này. Câu 3 là đương và tiêu cũng không đúng, nhưng mà có thể là câu này sẽ có bạn nhầm. Bởi vì là cái chữ hiểu, chữ phiếu này này thì thường nó sẽ dùng ở N1 nhiều hơn. Các bạn sẽ nhầm sang chữ tiêu bởi vì chữ tiêu được gặp rất nhiều. Câu số 10. Nakashima hoặc là Nakajima-san wa nani ka o kakaete heya ni haite kita. Nakajima ấy ôm một cái gì đó đi vào phòng, đúng không? Thì đọc là kakaeru, chúng ta sẽ có đáp án đúng là số 4, đúng nhỉ? Chữ bão này, ôm ấp. Số 1, đây là chữ áp, cái này sẽ đọc là osaete, đúng không? Số 2, đây là chữ bổ này, đúng nhỉ? Bộ, bắt giữ, đọc là toraeru. Đấy. Hoặc là tsukamaeru nhá. Đây là chữ ác, nigiru, nắm giữ. Đúng, chúng ta phải là số 4. Thì đây cũng đều là những cái từ quen thuộc, những cái chữ kanji quen thuộc của N2 và N3. Nên các bạn có thể các bạn sẽ làm tốt. Sang phần thứ ba đó là phần gokese, là phần cách dùng từ. À xin lỗi, phần hình thành từ. Chúng ta sẽ cần phải gì nhỉ? Nhớ các cái cụm cố định đi kèm. Chúng ta có cái câu đầu tiên. Kare wa ani ni taiko nanani wo motteru yō da. Anh ấy ấy có vẻ như là mang một cái gì đó. Ở đây hán tự đây là chữ đối với chữ kháng. Taiko này có nghĩa là đối kháng, đối đầu, phản đối. Thì khi mà có cái từ taiko này thì bắt buộc cái từ đứng sau nó phải là chữ shin. Taiko shin có nghĩa là cái tâm lý phản kháng, cái thái độ phản kháng nhá. Các bạn buộc phải nhớ một cách cố định như vậy. Có vẻ như là anh ấy có một cái tâm lý phản kháng, cái thái độ phản kháng đối với anh trai của anh ta. Thì cái chữ tâm này ngoài đi với lại taiko ấy, nó có thể đi với một số từ khác nữa. Ví dụ chúng ta có từ kokishin đúng không? Là cái tính tò mò đúng nhỉ? Hay là từ tankyushin này, cái tinh thần ham học hỏi này. Hoặc là từ kyososhin nhá. Kyososhin có nghĩa là cái tinh thần đấu tranh, tinh thần cạnh tranh, tính ganh đua. Câu số 2 chúng ta có cái chữ dục đúng nhỉ? Chữ dục thì chúng ta sẽ có trong một số từ như là shokuyoku chẳng hạn. Shokuyoku nghĩa là sự thèm ăn này, hay là chishikiyoku là cái sự khát khao kiến thức, đói kiến thức. Số 3 chữ nguyện. Chữ nguyện này thì thực ra lại ít dùng trong cái dạng từ ghép như thế này. Nó dùng trong cái dạng đơn như là gambo, nguyện vọng, vân vân. Số 4 là chữ nhiệt cũng không phải.
Câu số 12. Hikoshi no tame no nanani tetsuzuki o shinakereba naranai. Tetsuzuki là thủ tục này, phải làm thủ tục để chuyển nhà thì chúng ta có thể hiểu. Các chữ Hán ở dưới ấy, nó là tổng, phức, đa và chữ chư đúng nhỉ? Tất cả đều mang nghĩa để diễn tả số nhiều thì chúng ta sẽ cần một từ mang nghĩa là các thủ tục đúng không? Như vậy thì ghép với lại tetsuzuki sẽ là từ số 4. Sho đúng nhỉ? Đây là một từ mà đã được ra khá là nhiều lần trong đề thi GPT. Nó có nghĩa là số nhiều, các. Ví dụ một số từ khác đi kèm với nó chúng ta có chữ shoujoken này, các điều kiện này đúng không? Hay là chúng ta có từ shogaikoku, các nước bên ngoài đấy, hoặc là từ shojijo, các lý do. Chữ tổng nhá, đầu tiên là chữ tổng này, một là tổng thì chúng ta hay gặp trong từ gì? Chúng ta gặp trong từ shojinko đúng không? Tổng thu nhập này, hay là shomenseki tổng diện tích này, hoặc là trong từ tổng thu nhập đúng nhỉ? Shosuinu. Chữ thứ hai là chữ phức, thì chữ phức này ít dùng trong cái dạng ghép từ nên là chúng ta bỏ qua. Chữ đa thì cũng hay được dùng, ví dụ chúng ta có từ tamokuteki, đa mục đích này, hay là taninzu có nghĩa là số người đông, vân vân. Đúng ở đây phải là 4. Yom bảo tôi phải làm nhiều thủ tục để chuyển nhà. Câu số 13. Kaimono o shiteru hutari naninani ni interview o shimashita. Tôi đã phỏng vấn hai cái người họ đang đi mua sắm. Dekake, Zure, Ai và Atsumari. Câu này thì sẽ thấy sẽ có nhiều bạn sẽ rất là khó chọn đúng nhỉ? Tôi phỏng vấn hai người đi mua sắm, vậy thì dùng cái từ nào hợp lý? Nếu mà dịch chỉ theo cái nghĩa ấy, thì Dekake là ra ngoài này, Ai là gặp nhau, Atsumari là nhóm tập hợp, Zure là dẫn theo đúng nhỉ? Đi cùng. Thì ở đây chúng ta có đáp án đúng phải là đáp án số 2 nhé các bạn nhé. Nhì bằng Hutari Zure. Hutari Zure có nghĩa là hai người đi cùng với nhau, đấy, dắt nhau đi. Bởi vì chúng ta hay gặp những cái dạng đi kèm với nó như là gì đấy? Kodomo Zure này, có nghĩa là dẫn theo trẻ em. Hay là Kazoku Zure là đem theo gia đình. Đấy, nên là nhiều bạn sẽ nghĩ là không có dạng Futari Zure, nhưng mà Futari Zure có nghĩa là hai người đi cùng với nhau nhá. Người nọ dẫn theo người kia đi. Đấy, các từ còn lại thì không tạo thành cụm với lại Futari, nên là không đúng. Tiếp theo chúng ta sang môn đài số 4 là môn đài từ vựng. Câu 14 này. Kono anime wa dōjō jinbutsu ga totemo kawaii to wakamono no aida de nani nani ni natte iru. Các từ vựng chúng ta có ở dưới đây. Chúng ta sẽ dịch qua qua cái nghĩa của câu đang khuyết thiếu từ nhá. Cái bộ anime này ấy, thì các nhân vật xuất hiện rất là dễ thương. Đấy. Nó gì đây nhỉ? Nó đang trở thành gì trong giới trẻ? Nào, chúng ta cùng xem các từ từ đầu tiên. Từ đầu tiên là kadai đúng không? Kadai, Hán tự là khóa đề, có nghĩa là thách thức, vấn đề cần giải quyết, không hợp lý đúng nhỉ? Số 2 chúng ta có từ này là daime. Đề danh có nghĩa là gì đây nhỉ? Tiêu đề đúng không? Nhan đề của tác phẩm hoặc là của tiểu thuyết các thứ vân vân. Liên quan đến giấy tờ văn bản ấy. Số 3, từ này là đề tài, đọc là đai dài. Đề tài này là gì? Đề tài này là thứ sẽ trở thành gì đây nhỉ? Thành chủ đề của công trình nghiên cứu hoặc là sáng tác nhá. Như vậy là cũng không hợp lý. Vậy thì chỉ còn 4 thôi, 4 là wa dai. Wa dai Hán tự là thoại đề. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Nó có nghĩa là cái phần trọng tâm của câu chuyện, đấy, hay còn gọi là chủ đề hot. Vậy thì hợp lý nhất ở đây là yom bảng số 4 này. Đấy. Bộ anime này thì đang trở thành chủ đề hot trong giới trẻ và họ đánh giá là các nhân vật rất là dễ thương. Chúng ta sẽ có cái dấu hiệu ở đây sẽ là Wakamono no aida de và ninateru. Tiếp theo, câu 15. Ano toki tomodachi ni ayamaranakatta koto o zutto nanyani shiteru. Nào, lúc đó ấy,
Đây, tôi luôn luôn này, tôi luôn luôn gì đó, cái việc mà lúc ấy tôi đã không xin lỗi bạn tôi nhá. Chúng ta cùng xem các từ dojo. Dojo ở đây Hán tự là chữ đồng của chữ tình, nhưng mà nó không mang nghĩa là đồng tình trong tiếng Việt. Nó không phải là đồng ý trong tiếng Việt đâu. Đồng tình này có nghĩa là chúng ta đồng cảm, cảm thương. Chúng ta đặt mình vào vị trí của một nhân vật nào đó để chúng ta có cảm xúc chung với họ. Không hợp lý đúng không nhỉ? Hai cô cày là hối hận. À, hợp lý đúng không? Hiên tội là cái việc mà mình không xin lỗi bạn ấy và bây giờ mình rất là hối hận về việc đó nhá. Đúng đây sẽ phải là số 2, ni bằng. Tiếp theo câu số 3, gaman là chịu đựng. Chịu đựng thì đây không có gì gọi là chịu đựng cả. Không hợp lý. Và câu số 4 là kyoshiku có nghĩa là áy náy ngại ngần. Bởi vì mình gây ra rắc rối phiền phức cho đối phương hoặc là mình nhận được cái gì nhỉ? Nhận được cái sự giúp đỡ ân tình của họ, mình cảm thấy áy náy ngại ngần ấy thì mình dùng. Thường dùng trong kiểu như là văn phong khi mình nhờ vả người ta, email cái thứ không hợp lý. Câu 16 này. Gakki no onryo kakunin suru tame ni konsato no zenjitsu ni kaijo de nanyani o shita. Để xác nhận cái âm lượng của các nhạc cụ ấy thì tôi đã gì đó ở cái hội trường cái ngày trước khi diễn ra concert, diễn ra buổi hòa nhạc. Đây là câu katakana, chúng ta cùng xem các từ nhé. Từ đầu tiên charge đúng nhỉ? À, từ charge này đây đúng không, có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là nạp tiền hoặc là sạc pin, có vẻ không hợp lý lắm đúng không nhỉ? Từ thứ hai appointment. Appointment có nghĩa là gì đây nhỉ? Có nghĩa là cuộc hẹn đấy, cũng có tiếng Anh nhá. Số 3 là gì đây nhỉ? Orientation. Orientation có nghĩa là buổi giới thiệu đúng nhỉ? Cũng có vẻ không hợp lý. Và số 4 là gì đây nhỉ? À, rehearsal có nghĩa là sự diễn tập, sự luyện tập trước một trận đấu này, trước một buổi biểu diễn hoặc trước một giờ phát sóng. Vậy đúng nhất ở đây phải là số 4 đúng không? Yon bằng. Câu này có thể coi là một câu tương đối khó bởi vì cái từ rehearsal này có vẻ nó sẽ lạ với một số bạn. Hint ở đây sẽ là đây. Tiếp theo câu số 17. Kono sakana wa itsu demo kono atari no umi ni iru wake dewa naku nanyani no jiki ni shika inai. Loài cá này ấy, không phải lúc nào nó cũng ở cái vùng biển này mà nó chỉ ở vào một thời kỳ gì đó. Thì bình thường chúng ta hay dịch trong tiếng Việt sẽ là nó chỉ ở vào một thời kỳ nhất định thôi đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ cần một cái từ mang nghĩa là nhất định. Các bạn cùng xem từ nào mang nghĩa là nhất định nhá. Từ đầu tiên chữ này là chữ đặc định đúng không? Đọc là tokute. Từ này chắc các bạn quá là quen rồi với lại toketegino rồi đúng không? Tokute này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là nhất định hoặc là xác định. Nó sẽ đi kèm những cái dạng như là tokute no chiiki, khu vực nhất định này. Tokute na katsudo, những cái hoạt động nhất định. Tokute na hito. Đấy, là gì đây? Những người nhất định thì hợp lý sẽ là đi với từ jiki đúng nhỉ? Và một thời kỳ nhất định nào đó, đúng đây sẽ phải là đáp án số 1. Ichiban. Số 2. Chúng ta có chữ Hán là chữ chỉ và chữ định. Đọc là shite. Chỉ định này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là chúng ta ấn định đúng nhỉ? Người, thời gian hoặc một cái sự việc gì đó, không phải đúng không nhỉ? Trong trường hợp này nói về một loài sinh vật thì nó không có cái sự ấn định quyết định nào từ phía chúng ta cả nên là chúng ta sẽ không chọn được. Từ số 3 là chữ cố và định đúng không? Cô tê. Từ cố định này có hai nghĩa. Một là chẳng hạn như là cố định để nó không bị gì đây? Cố định ở một vị trí nhất định để nó không bị dịch chuyển nhé, để nó không dịch chuyển này. Hai là gì đây nhỉ? Ở một mức nhất định và không thay đổi. Đấy, cũng không hợp lý trong cái tình huống này. Ba là gente là Hán tự là hạn định, có nghĩa là giới hạn về phạm vi và số lượng thì cũng không đúng, đúng không? Đây đúng nhất phải là số 1 của QT. Tiếp theo câu số 18. Câu 18 là một câu từ láy. Kono kisetsu wa kansho shite ite hada ga nanyani ni naru.
Mùa này thì thời tiết khô nên là ra làm sao đấy nhá. Các bạn cùng xem này, từ đầu tiên Dorodoro. Dorodoro, các bạn có thể nhớ từ Doro là bùn đúng không? Thì từ lái Dorodoro có nghĩa là cái sự sền sệt đấy, loãng, và có khi dùng cho thức ăn, ví dụ như các củ khoai mà nấu nó nhừ, nó nát bét ra ấy, dùng từ này không hợp lý với làn da đúng không nhỉ. Tiếp theo từ thứ hai là từ Fusa. Fusa Fusa có nghĩa là dày hoặc là rộng, dùng cho tóc này. Đây là da thì không đúng. Kasa Kasa là gì đấy? Kasa Kasa là khô hoặc là nứt nẻ, dùng cho da. Có vẻ hợp lý, cái từ này chắc các bạn cũng đã quen rồi. Từ Beta Beta là dính, nhớp nháp, nó dùng cho cái tình trạng ẩm ướt, không phù hợp với lại câu là Kanso Shiteite. Như vậy đúng nhất ở đây phải là số 3 đúng không? Dấu hiệu là Kanso này và Hada. Chúng ta sẽ chọn được Sambang nha. Tiếp theo câu 19. Sensei no hatsuo yoku kiite onaji ni naru yo ni hatsuo nanani mimashou. Sau khi nghe kỹ cái phát âm của giáo viên ấy thì hãy thử gì đó phát âm sao cho giống đúng không? À, chúng ta cùng xem này, manete, cái này có hán tự đấy các bạn. Manete là chữ đây, có nghĩa là bắt chước. À, hợp lý luôn đúng không? Nghe và bắt chước cái tình huống. Ở đây dấu hiệu sẽ là onaji ni naru. Số 2, kanaete. Kanaete là gì đây? Kanaeru nha, nó hay dùng trong đây, hán tự của nó đây. Có nghĩa là thực hiện, ví dụ yume wo kanaeru có nghĩa là thực hiện giấc mơ. Số 3 đọc là utsusu. Utsushite có nghĩa là chiếu phim. Và số 4 là tamotsu có nghĩa là duy trì, đảm bảo, không hợp lý. Đúng nhất phải là ichi. Câu 20. Câu cuối cùng của môn đai số 4 này. Kanako-san to hajimete atta ga otagai sakka ga daisuki da to wakatte hanashi ga naninani. Lần đầu tiên tôi gặp Kanako, nhưng bởi vì cả hai biết nhau rất thích bóng đá cho nên câu chuyện nó làm sao? Đây, hint tội của chúng ta sẽ là gì đây nhỉ? Cả hai đều biết nhau thích bóng đá và cái từ khóa là hanashi này. Từ đầu tiên tobidashita là bay ra. Đấy, lao ra, không đúng đúng không? Ikisugita là đi quá xa. Câu chuyện có thể dùng là câu chuyện đi quá xa, nhưng mà vốn đệ ở đây là nó đang là một tình huống tốt. Thì câu chuyện đi quá xa này nó thông thường như kiểu là nó không còn dừng lại ở cái mức ban đầu, cái mức kiểm soát được, thì không hợp lý đúng không? Như vậy là hai chúng ta sẽ không chọn được nhá. Câu số 3, Moriagata là rôm rả, sôi nổi, hợp lý đúng nhỉ? Sam bằng. Câu số 4, Kakenuketa là chạy qua, không phải. Đúng ở đây sẽ là số 3. Như vậy là môn đai này thì cũng phần lớn là những từ quen thuộc, có từ khó có chăng là từ đây, Diha Saru này. Tiếp theo chúng ta có môn đai 5 là môn đai từ đồng nghĩa. Chúng ta cùng xem các từ nhé. Câu 21. Kore ni tsuite wa gakujin ga sekinin o motsu koto ni shimasu. Từ này là gakuji có nghĩa là mỗi người. Đấy. Về việc này ấy, thì quyết định là mỗi người sẽ tự mang cái trách nhiệm của mình. Vậy thì từ nào đồng nghĩa với nó? Watashi là tôi, Daniel sẽ là người đại diện. Hitori Hitori là mỗi người, từng người. Anata là bạn, thì chắc chắn đồng nghĩa với nó phải là số 3, Hitori Hitori đúng không? Tiếp theo câu số 22 này. Ashita wa report o shiageru tsumori desu. Là gì đây? À, ngày mai ấy, tôi dự định sẽ gì đây nhỉ? Shiageru là hoàn thành đúng không? Sẽ hoàn thành cái bản báo cáo. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái từ nào mang nghĩa là hoàn thành đây? Kaku là viết, Kansei saseru là hoàn thành, đa sự là nộp và xe đi sự là sắp xếp. Đúng đây phải là số 2, can se sa se ru nhá các bạn nhá. Ni bằng. Các bạn biết tại sao người ta dùng thể sai khiến không? Bởi vì bình thường từ can se sa ru nó hay dùng dưới dạng như là tự động từ, ví dụ reporto ga can se shita có nghĩa là cái báo cáo nó đã được hoàn thành. Cho nên là nếu mà muốn nói là tôi muốn hoàn thành báo cáo ấy thì mình phải biến nó về dạng tha động từ. Đấy, bằng cách chia về thể sai khiến. Reporto kan se sa se tai đúng nhỉ. Tiếp theo câu số 23. Sore wa shinkoku na mondai da.
Hán tự là chữ thâm và chữ khắc, có nghĩa là nghiêm trọng hoặc là lớn. Đó là vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cùng xem này. Tanjuna là đơn giản, Mizikana là gần gũi, thân cận. Bimiona có nghĩa là gì đấy? Khó hiểu, sao sao, khó giải thích, mơ hồ, không hợp lý. Jyudaina là nghiêm trọng, lớn đúng không? Hiểu không bà nha? Câu số 24. Kyo wa Dorio to shokuji ni iku yotei desu. Hôm nay tôi dự định sẽ đi ăn với Dorio. Chắc các bạn rất là quen với từ Dorio này đúng không? Là đồng nghiệp. Đúng nhờ, như vậy là chúng ta sẽ chọn từ nào mà nghĩa là đồng nghiệp đây. Câu 1 này. Onaji kaisha no hito, người ở cùng công ty. Chính xác đúng không? Ichiban nha. Câu số 2. Onaji apato no hito, người ở căn hộ, người ở cùng căn hộ. Sẽ có nhiều bạn là nhầm sang chữ liêu có nghĩa là ký túc xá. Đấy, đây. Chữ liêu nghĩa là ký túc xá đây nhá. Và sẽ chọn đáp án là số 2, là người sống cùng, người ở cùng căn hộ. Nhưng mà đây các bạn thấy chữ liêu này là chữ liêu có nhân đứng chứ không phải là chữ liêu trong ký túc, nên là sẽ không chọn được đâu. Câu 3 này. Onaji shushinchi no hito, là người ở cùng cùng quê, cùng nơi xuất thân, không phải. Cái này phải dùng từ đô kiều đồng hương. Onaji class no hito, là người cùng lớp. Cái này cứ classmate tổ đúng nhỉ? Không phải này. Câu 25. Maeda-san wa saki kara utsumuiteiru. Từ nãy giờ thì Maeda nó cứ utsumuku, nó cứ cúi xuống. Đây là một từ tương đối khó, nhưng rất là may là nó đã được ra trong đề thi N2 trước đây rồi. Bạn nào mà đã từng làm đề các năm cũ ấy thì sẽ gặp từ này. Utsumuku có nghĩa là cúi xuống đúng không? Vậy thì sẽ không thể là cúi lên đúng không nhỉ? Nhìn sang ngang hay là nhìn xuống dưới được, mà phải đúng là số 3 nhá. Shitao muite này, cúi xuống. Tiếp theo chúng ta sang phần có thể nói là khó nhất của bài, đó là phần cách dùng từ, cũng là phần nhiều điểm. Từ đầu tiên lại là một từ quen thuộc đúng không các bạn? Chữ này là chữ phế và chữ chỉ đúng nhỉ? Từ này đã từng được ra trong đề thi một vài lần rồi. Hai xì, từ này thực chất ở trong Mimi Kara N1 các bạn ạ. Nhưng mà người ta cho xuống N2, người ta cho thi hai ba lần rồi thì phải. Từ này có nghĩa là hủy bỏ những cái thứ lạc hậu, lỗi thời nhá. Ví dụ như là gì đây? Ví dụ như là pháp luật này, hồ đít sự này. Đấy, những thứ mà không còn phù hợp nữa thì bây giờ người ta bỏ đi. Siêu càng này, phong tục tập quán, thói quen này, hay là cái dịch vụ này, lỗi thời này, xa bít sự, hoặc là xe độ đúng không, vân vân. Đấy, những cái thứ nào lỗi thời lạc hậu thì chúng ta chọn. Chúng ta thử xem cái nào có hiện tượng phù hợp. Câu đầu tiên nha. Điều wa 20 năm以上 tsuzukete kita misen o haishi surukoto ni shita. Bố mẹ tôi đã quyết định là hủy bỏ cái cửa hàng mà đã tiến hành, đã tiếp tục buôn bán hơn 20 năm qua. Cái này chúng ta không dùng từ này được đúng không? Mà từ này phải dùng từ đóng cửa đúng không nhỉ? Heiten. Đây từ này nha. Đóng cửa hàng. Câu số 2. Tenken no tame gozenchū wa elevator no shiyō haishi shimasu. Để kiểm tra ấy, thì trong buổi sáng sẽ hủy bỏ việc sử dụng thang máy. À, đối với việc sử dụng máy móc tạm thời này, khi mà chúng ta không cho sử dụng nữa, chúng ta không được dùng từ haishi mà chúng ta phải dùng từ teishi nha. Hán tự là đình và chỉ này. Tiếp theo, câu số 3. Ame ga futte kita node kyō no ibento wa haishi shimasu. Bởi vì trời mưa nên là cái sự kiện ngày hôm nay sẽ hủy bỏ. Dịch nghĩa thì ok nhưng mà cách dùng là không đúng đúng không? Không phải là bỏ những thứ lỗi thời lạc hậu. Đây các bạn phải dùng từ chiushi đối với bối cảnh là sự kiện. Vậy thì chỉ còn yon bang. Số 4 là chính xác đúng nhỉ? Số 4 là gì đây? Jidai ni awanai furui seido wa haishi shita hou ga ii, có nghĩa là những cái chế độ cũ mà không còn phù hợp với thời đại thì nên bỏ đi đúng nhỉ? À, chúng ta thấy có furui xe độ là hin tộ rồi, đúng là bốn nhá. Từ thứ hai, chữ Hán đây là chữ thủng, ở trong tiếng Việt mình có từ phù thủng ấy, có nghĩa là sưng lên, phồng lên đúng nhỉ? Các bộ phận cơ thể chịu tổn thương cho nên là nó bị như thế. Đấy. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp. Câu đầu tiên. Mori-san no poketo wa mono ga okute.
Harerut. À, ở đây cái này đọc là Harerut các bạn nhá. Đây. Harerut. Túi của Mori ấy. Bởi vì có quá nhiều đồ nên là nó sưng lên. Đối với món đồ vật này thì không thể dùng như này được, đúng không? Đối với lại món đồ vật, chẳng như cái túi mà nó phồng lên ấy, nó to lên, nó căng thì chúng ta dùng từ Fukuramu, đúng nhỉ? Chữ bành trong từ bành trướng, Fukurande. Câu 2. Kyo wa takusan tabeta no de onaka ga hareteiru. Ở đây mặc dù các bạn thấy có chữ onaka là bụng, là một bộ phận, nhưng mà các bạn thấy về trước nó là hôm nay bởi vì tôi ăn nhiều. Nó không phải là cái sự tổn thương. Đấy. Nên là chúng ta không thể chọn đáp án đúng hai được nha. Câu số 2 các bạn sẽ là gì đây? Các bạn có thể dùng từ fukureru. Fukurete có nghĩa là bởi vì tôi ăn nhiều nên là bụng tôi căng phồng lên. Khi ăn no ấy, sẽ dùng cái từ này, được chưa? Câu số 3. Saka no siai de keiga oshite ashi ga harete shimatta. Ở trong trận bóng đá thì tôi bị thương nên là chân tôi bị sưng lên. Hợp lý đúng không? Hinto là keiga oshite và ashi đúng nhỉ? Sang bằng là chính xác nhá. Câu 4 này. Oven de cookie yaitara dandan harete kita. À, tôi nướng bánh cookie bằng lò và nó bị gì đây nhỉ? À không phải nó bị mà dần dần nó phồng lên. Đối với bánh thì chúng ta phải dùng từ gì? Cũng dùng từ fukuramu. Này. Fukurande. Đọc là fukurande các bạn nha. Tiếp theo này, câu số 28. Câu 28 từ này là từ jotatsu. Jotatsu Hán tự là chữ thượng và chữ đạt. Từ này có nghĩa là gì? Từ này có nghĩa là tiến bộ. Đấy. Nó khá là giống nghĩa của từ simple, tiến bộ này, hoặc có nghĩa là có thể dịch cách khác là lên trình, đúng không? Level up. Đấy. Nó sẽ đi kèm với lại những cái từ chỉ gì nhỉ? Chỉ kỹ năng kỹ thuật. Các bạn xem những cái từ nào chỉ kỹ năng kỹ thuật nha. Câu đầu tiên. Mainichi renshu shiteru node piano ga kanari jotatsu shita. Bởi vì hàng ngày tôi đều luyện tập cho nên là cái piano ấy đã lên trình khá nhiều. Hợp lý đúng không? Kỹ năng kỹ thuật chơi piano này, piano là hinto. Đúng đây sẽ là ichi. Câu 2. Ibyoin de chiryo shite moraeta yo de sofu no taicho wa jotatsu shita. Có vẻ như là được điều trị ở bệnh viện tốt cho nên là cái tình trạng cơ thể, tình trạng sức khỏe của ông tôi đã tiến bộ. Cái này thì không dùng được đúng không? Không dùng cho tình trạng cơ thể. Đối với tình trạng cơ thể các bạn dùng từ kai hư cự nhé các bạn nhé. Hồi phục. Câu số 3 này. Onaji saka ga suki na koto ga wakatte o ono san to no naka ga jotatsu shita. Tôi biết được là gì đây nhỉ? Là cậu ấy thích cùng một nhà văn với tôi. Cho nên là mối quan hệ giữa tôi với cậu Ono này ấy. Đấy. Thì làm sao? Naka. Mối quan hệ thì không thể dùng từ jotatsu đúng không? Mối quan hệ phải dùng từ trở nên tốt hơn. Đúng nhỉ? Yokunaru. Hoặc là trở nên sâu sắc hơn. Fukakunaru. Câu số 4 này. Kogawa-san ga kuwashiku setsume shite kureta ので理解が上達した。Bởi vì Kogawa ấy đã giải thích một cách rất là chi tiết nên là cái việc hiểu của tôi nó tiến bộ. Cái này chỉ cần đơn thuần là chỉ dùng là gì đây? Đi cai để kita thôi là được rồi. Không cần phải dùng đến đi cai ga jotatsu nhá. Tiếp theo, từ 29. Hán tự là chữ mộ đúng không? Từ này đọc là cừ đê. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cuối. Cuối nó dùng cho thời gian. Nó dùng cho thời gian. Ví dụ như là năm, mùa hoặc là ngày, cuối năm, cuối một mùa nào đó. Và không dùng cho các sự kiện, các hoạt động. Chúng ta cùng xem này, câu đầu tiên. Kono monogatari no kure wa igai na nayo datta. Cuối của câu chuyện này là một nội dung thú vị. Đối với câu chuyện thì phần cuối các bạn không được dùng từ này nhé, các bạn dùng từ ketsumatsu. Ketsumatsu là phần cuối của câu chuyện này. Cái từ này đã từng được hỏi trong đề thi N1 đấy các bạn. Câu 2. Ryoko no kure ni minna de kinen ni shashin o totta. Vào cuối của chuyến du lịch ấy. Đấy.
thì tôi đã chụp ảnh kỷ niệm. À, mọi người đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Dịch nghĩa thì tất nhiên là nó sẽ đúng, nhưng mà không đi với lại Yu-Gi-Oh. À xin lỗi, không đi với lại từ Yoko đúng không? Mà đối với chuyến đi ý, các bạn sẽ dùng từ gì đấy? Có thể dùng từ Saishubi, cái ngày cuối cùng của chuyến du lịch, đúng nhỉ? Câu số 3 này. Jiu no kure ni sensei ga kyou no shukudai o dashita. Vào cuối giờ học thì giáo viên đã ra bài tập ngày hôm nay. Vào cuối giờ học chúng ta dùng từ owari nhá. Chứ chúng ta không dùng từ kure. Đấy. Như vậy là chỉ còn số 4 thôi, và rõ ràng là chúng ta thấy 4 ấy nó có cái hint tội là gì đấy? Kotoshi đúng không? Là năm. Như vậy đúng nhất ở đây phải là số 4 này, yon bang. Kotoshi no kure wa jika de ryoshin to sugoshitai. Có nghĩa là cuối năm nay ấy, tôi muốn dành thời gian bên gia đình, đúng nhỉ? Tôi muốn dành thời gian ở nhà cùng với bố mẹ. Như vậy là yon bang là chính xác. Tiếp theo, chúng ta có câu 30, câu cuối cùng trong phần từ vựng này. Từ này là chữ Hán là tàn và cao, đúng không? Đọc là Zandaka. Zandaka có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là số dư tài khoản, đúng nhở? Đấy. Số dư tài khoản nhé, chúng ta sẽ xem cái nào là đúng. À rõ ràng nếu mà để ý vào đấy ấy, các bạn thấy có đáp án số 2, phương án số 2 là Ginkoko dạ, đúng nhở? Thì sẽ là phù hợp nhất, đúng ở đây là ni bằng này. Watashi no Ginkoko dạ no Zandaka wa 1000円 しかありません. Cái số dư tài khoản ngân hàng của tôi ấy, chỉ còn 1 sen thôi. Câu 1 nha. Watashi tachi ga kaigishitsu o riyou dekiru zandaka wa ato 10 fun desu. Đối với thời gian còn lại chúng ta không thể dùng từ zandaka được, mà các bạn phải dùng từ gì đấy? Nokori jikan đúng không? Nokori jikan có nghĩa là thời gian còn lại. Cái thời gian còn lại mà có thể sử dụng cái phòng họp này là còn 10 phút nữa. Câu 3 này. Kono machi no zandaka wa tsui ni 1万 ni o shitamawarimashita. Cái gì nhỉ? À đây các bạn thấy có người, có số người. Thì đây phải là dân số đúng không? Jinko. Dân số của thành phố này cuối cùng cũng đã gì nhỉ? Cũng đã hạ xuống mức ít hơn một một vạn người. Không phải Jinko này, phải là Jinko này chứ. Đây nhân khẩu nhá. Câu số 4 này. Yama no chojo made no zandaka wa 100m kurai desu. Ở đây dùng cho khoảng cách thì chúng ta cũng không thể dùng từ zandaka được, mà phải dùng từ nokori kyori đúng không? Là khoảng cách còn lại, cái quãng đường còn lại. Cái khoảng cách còn lại cho đến đỉnh núi ấy là còn khoảng 100m nhá. Thì đó là cái phần chữa đề. Thì theo quan điểm cá nhân, đề này phần từ vựng tương đối đơn giản, không quá nhiều từ phức tạp. Tuy nhiên là cũng có một số từ sẽ làm khó các bạn một chút nếu các bạn chưa gặp nó. Đấy thì là điều chắc chắn rồi đúng không nhỉ? Đấy, nhưng mà so với lại một số đề các năm như là năm 2019, 2018 ấy, thì đề này tương đối là đơn giản hơn. Còn so với lại một số đề các năm trước gần đây như năm 2020, 2021 ấy, thì đề này tương đối đơn giản các bạn nhé. Các bạn cố gắng là học thật kỹ các giáo trình như là Mimikara hoặc là Shinkansen Master nếu có thêm thời gian ấy, thì các bạn sẽ làm được bài tốt hơn nhiều. Đó. Thì hy vọng các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ các video của anh Sensei. Và nếu bạn nào có nhu cầu học trực tuyến, tương tác trực tiếp với Sensei thì có thể liên hệ với thông tin bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.